Mình nhận ra rằng có 5 điều bạn sinh viên không nên bỏ lỡ sau một năm lướt lên on TikTok. Đầu tiên, đó là hãy có cho mình một nhóm bạn thân ở đại học. Đó có thể là những người bạn cùng ngành, cùng câu lạc bộ cũng được, cùng nhau học tập sinh hoạt và vui chơi. Và đặc biệt hơn, nếu đã có nhóm bạn thân rồi thì việc teamwork trong các môn học sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Và chẳng may, chưa có nhóm bạn thân thì việc teamwork sẽ trở thành teamwork là khả năng rất cao đó. Thứ hai, đó là hãy có cho mình người yêu ở đại học. Cái này nói sao ta? Nhiều anh chị bảo có người yêu ở đại học cảm giác rất khác ở cấp 3. Còn mình thì mình chưa có mối tình nào ở đại học hết. Nên là có người yêu hay không thì còn tùy thuộc vào nhân phẩm của bạn nữa nha. Thứ ba, đó là hãy ít nhất một lần tham gia các hoạt động tình nguyện khi lên đại học. Lên đại học các bạn sẽ biết đến nhiều hơn các chiến dịch, giai đoàn thanh niên, hội sinh viên trường tổ chức như xuân tình nguyện, mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi, vân vân. Tham gia các hoạt động tình nguyện, trước hết sẽ cho bạn rất nhiều mối quan hệ, giúp bạn làm quen những người bạn bè, anh chị và thầy cô sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn đó. Tham gia các hoạt động tình nguyện sẽ cho bạn những trải nghiệm để đời, như là những lần đội nắng mưa, xây các công trình, sinh hoạt và tặng quà cho bà con vùng sâu vùng xa, hay chỉ đơn giản là những bữa cơm cùng đồng đội. Thứ tư, đó là hãy một lần giành lấy học bổng. Mỗi trường đại học có rất nhiều quỹ học bổng khác nhau, học bổng từ nhà trường, học bổng từ các doanh nghiệp liên kết với nhà trường. Vì vậy hãy cố gắng học tập để giành lấy học bổng. Cảm giác nhận được học bổng rồi được vinh danh trước trường, cảm giác rất là vinh dự luôn đó. Khoản tiền đó các bạn cũng có thể để dành để trang trải cho việc học tập nè, tiền trọ hay là tiền ăn. Hãy thử một lần xung phong làm cán bộ lớp, cán bộ khoa. Đây là điều mà nhiều bạn sinh viên rất sợ. Bởi vì xung phong làm cán bộ lớp thì bản thân sẽ phải đi đôi với hai từ trách nhiệm. Nhưng lợi ích mang lại thì không hề nhỏ đâu nha. Các bạn sẽ học được kỹ năng lãnh đạo, được điểm rèn luyện tốt, được thầy cô ưu tiên trong học tập, và có nhiều mối quan hệ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các bạn sau này đó.